Sáng chúng ta tuồng thờ thấy rất nhẹ nhàng quý vị. Đây gọi là món ăn tinh thần đặc biệt. Vì nhớ cái câu rất quan trọng trong cuộc đời mình, sự chọn lựa nó còn quan trọng hơn là cố gắng nha quý vị. Có những khi cả cuộc đời mình cố gắng một cái gì đó mà cuối cùng thành quả thì không có gì hết. Nhưng nếu như mình chọn lựa đúng mục tiêu rồi thì mình cứ nhắm mục tiêu đó mà mình tiến thì chắc chắn thành công. Nên cái chọn lựa pháp tu ngay pháp môn niệm Phật. Khi những đức đã chọn ngay pháp môn niệm Phật thì bản thân những đức cứ miết ngay pháp môn niệm Phật. Từ khi gặp pháp môn niệm Phật tới giờ, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, trong thuận trong nghịch cứ niệm Phật. Ai niệm niệm mình niệm, ai tu tu mình tu. Những đức cả đời duy trì niệm Phật lễ Phật, lấy chỗ này làm chính. Vì thấy mình tu tập lợi ích quý vị, đây là cái xác thực nhất. Nên quý vị nhớ rằng là mỗi người chúng ta, cuộc sống của mình, nói câu đơn giản dễ hiểu nhất, khi mình đi mua đồ ăn thì mình cũng biết chọn đồ ăn. Đây là sự quyết định của mình quý vị. Nên chủ thể của cuộc đời mình là chính mình, không ai ép buộc mình hết. Chúng ta cũng có quyền đến với nhau để tu tập chung, và chúng ta cũng có cái quyền để chọn một cái phương pháp tu nào mà chính mình thích thú, không ai ép mình hết. Lúc những đức ở một cái tổ chức còn không ép, không chi là bây giờ tu chinh rung, mỗi người là một gia đình. Mỗi người là một gia đình, quý vị có quyền chọn lựa. Có nghĩa là những đức có quyền tán thán, quý vị là người có quyền chọn lựa. Nhớ kỹ nghe. Nên cái chọn lựa của mình là cái nhận thức chính bản thân mình cảm thọ được. Nghĩa là mình cảm thọ được điều mà mình chọn lựa này, mình thấy đó là sự lợi ích thì bản thân mình cố gắng. Không lẽ giờ mỗi ngày quý vị tu tập, quý vị không biết được là nó có lợi ích hay không sao? Nếu nó không lợi ích, thức sớm đây ngồi đi làm gì? Những đức cũng không làm điều này. Những đức cũng đâu có ngu đâu. Đâu có ngu gì đâu mà tự nhiên đi thức sớm mà lên tu không có được cái cảm giác an lạc, vui vẻ gì hết. Quý vị biết rằng bây giờ những đức nói về bản thân mình thôi. Bản thân mình niệm Phật, dù là mình chưa sanh cực lạc nhưng tôi có cái an lạc. Tôi nói thật sự, dù ngày xưa tôi ở trong một tổ chức, bây giờ hay là tôi đi ra ngoài, tôi thấy rõ ràng Phật pháp hay, nhập đạo cũng tốt, nhập đời cũng tốt. Nếu đã quyết tâm giải thoát thì nhập đời cũng như nhập đạo. Nếu không có tâm giải thoát thì nhập đạo cũng như ở ngoài đời. Đây là cái 100% luôn. Vì thấy rằng là những đức đi ra bên ngoài, những đức vẫn duy trì, có khi còn đặc biệt hơn thời gian những đức ở trong chùa. Tại vì thời gian trong chùa những đức quá nhiều cái mà những đức phải tùy duyên người ta. Còn giờ những đức bước ra ngoài chỉ có hai người, hai người thôi. Những đức hôm qua ngồi nói chuyện với chú Tâm Nhiên, những đức nói một câu: hai người làm việc này cho cái đạo tràng mấy ngàn con người, chú có sợ thiếu cơm ăn không? Ngày xưa một tổ chức cả trăm người để phục vụ mà không thiếu cơm ăn, không chỉ hai người này. Mà mình rất khỏe, đối với hai chén cơm của hai anh em mình không cần phải lo tới. Rất là nhẹ cái tâm. Nên như Đức nói rằng nếu quý vị có tâm giải thoát, nhập đời hay nhập đạo gì nó cũng là giải thoát. Còn nếu nó không có tâm giải thoát,
Dù quý vị có nhập đạo 100 năm nó cũng là kẻ phàm tục. Chỉ là chấp vào cái hiện tướng quý vị tạo ra thôi, chứ không có gì gọi là tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát là bản thân mình phải có sự an lạc quý vị, và có một khuynh hướng rõ ràng. Khuynh hướng của những đức đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Những đức chưa bao giờ cảm giác rằng học Phật mà Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca Mâu Ni xỏ mũi những đức kéo đi, thì những đức cũng không xỏ mũi quý vị. Vì quý vị có cái chủ tể của chính mình. Những đức đem tư tưởng Phật pháp chia sẻ cho quý vị để quý vị có một tư tưởng, chứ không phải để cho những người những đức hướng dẫn cho thành mù quáng. Quý vị nhớ rằng Phật pháp là giác ngộ. Nếu như chúng ta học Phật mà nói người khác xỏ mũi mình thì bản thân mình sai lầm quá. Vì cái chủ tể là chính mình, cái quyết định của mình là tính vào nhân quả. Thấy chưa? Nên cái người khôn nhất trong cuộc đời này phải biết rằng cái quả địa cầu này nó tròn lắm. Khi chúng ta đến với nhau hay không đến với nhau cũng là bạn đi. Để một ngày nào quả địa cầu này nó quay một vòng, chúng ta gặp lại vẫn bắt tay, tay bắt mặt mừng được. Cũng đừng nên làm những việc khi đến với nhau thì đội nhau cao, khi không đến với nhau thì đạp xuống đất. Bạn dại quá. Vì quả địa cầu này nó rất tròn, bạn chưa biết người nào như thế nào đâu. Nhớ kỹ. Hôm qua tôi rất thịnh, bạn đẩy tôi thiệt là lên cao. Hôm nay tôi si, bạn hạ tôi xuống đất. Bạn gió theo chiều nào. Rồi một ngày nào tôi lên cao, bạn tuốt với thấp. Bạn đến với tôi sao đây? Vì bạn có cái chủ tể chọn lựa của bạn. Bạn đâu cần thiết phải trở mặt quay lưng, không còn là bạn. Chúng ta vẫn là bạn mà. Thí dụ như mỗi ngày bạn vô trong room này bạn tu với tôi thấy bạn. Một ngày nào bạn không vô trong room này tu nữa, tôi không thấy bạn, tôi vẫn phải tu. Một ngày nào tôi gặp bạn, tôi hỏi bạn, vì sao lúc này tôi không thấy bạn lên room tu nữa? Nà, tôi đi đến chùa tu. Bạn đến chùa tu an lạc không? Rất an lạc. Chúc mừng bạn. Đó là sự chọn lựa của bạn. Giống như bạn ra ngoài mua bánh vậy đó. Cái quyết định là bạn chọn cái bánh để bạn mua, chứ không phải là tôi bắt buộc bạn phải ăn cái bánh theo ý của tôi. Mà tôi mong bạn ăn cái bánh mà bạn chọn lựa. Nên cuộc đời có người, chúng ta đều có cái chọn lựa của chính mình. Như câu chuyện nghịch duyên, tuy là cô bị chồng cô quản thúc, trói buộc, nhưng cuộc đời cô có một phương hướng rất rõ ràng. Đó là cô niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái chủ tể của tâm cô vẫn duy trì. Cô đâu có bị chồng cô trói buộc được cái điều đó đâu quý vị. Dù quý vị trong nghịch cảnh nghịch duyên gì, nhưng phương hướng của quý vị phải chuẩn. Người cạn cợt về cái tư tưởng thì thấy người ta vấp ngã tưởng đâu là thất bại. Người thành công phải đi từ vấp ngã thì sự thành công đó mới vững chắc được. Bạn đi hỏi tất cả những người thành công, họ có từng vấp ngã hay không? Bạn đi hỏi tất cả các vị tu nhiều chục năm, quý vị hỏi họ, họ có từng bị sai lầm hay không? Nên những đức từng nói rằng một quyển sách viết ra mà toàn là nói những tinh hoa thì quyển sách thì tôi không coi. Vì bạn đi tới tinh hoa, ra hoa và kết quả, bạn phải trải qua rất nhiều sự thử thách, bạn mới có hoa quả ngày hôm nay. Bạn chỉ viết hoa quả mà bạn không nói lên sự khó khăn để kết thành hoa quả thì làm sao tôi có thể làm theo được đây? Nên có những quyển sách thế gian để ảo cho chúng ta chạy theo, gọi là mù quáng. Họ viết những cái đẹp nhất cho quý vị nhào vô, gọi là mì ăn liền. Còn nếu như người viết một quyển sách mà có tâm thiện, niệm niệm gì người, họ sẽ viết những cái vấp ngã, những cái khó khăn và họ đi tới thành quả. Giống như bạn viết văn vậy, mở bài thắng bài mới tới kết luận. Bạn chỉ đi vào kết luận thì làm sao đoạn văn này có được cảm giác?
Nên phải ngồi suy nghĩ cho kỹ. Cuộc đời chúng ta như một đoạn văn quý vị. Như cuộc đời mình sinh đến thế gian này, mở bài là mình sinh đến là mình khóc rồi, là biết cõi này khổ rồi. Thăng bài là trong cuộc đời chúng ta phải được sự trải nghiệm. Và kết luận là cuối cùng sự trải nghiệm đó chúng ta hướng đến đâu. Giờ chúng ta niệm Phật cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, sự chọn lựa chúng ta là thế giới cực lạc. Việc này là sự chọn lựa của mình. Cái bánh này nhất định mình phải dùng thôi. Ai không dùng thì mình cũng phải dùng. Nhớ kỹ. Ai không dùng thì mình dùng. Nên nếu bạn thiếu sự chọn lựa thì giống như bạn bị người khác xỏ mũi, bạn dẫn đi. Hôm nay người ta dẫn đầu này, ngày mai người ta dẫn đầu kia. Tôi có quyền tán thán một cái phương pháp tu. Quý vị cũng có quyền không cần phải tu. Chúng ta vẫn là bạn mà. Vì pháp của Phật có 84,000 pháp môn. Bạn có quyền tu phương pháp nào bạn tu, chuyện của bạn. Và Đức Phật cũng nói rằng con có quyền tán thán cái pháp tu mà ta đã đưa ra, nhưng không được phỉ báng những pháp tu mà ta đã đưa ra. Hiểu chưa? Thí dụ như người tu thiền có quyền tán thán việc tu thiền, nhưng không chỉ trích tịnh độ. Người tu tịnh độ có quyền tán thán tịnh độ, nhưng không chỉ trích thiền. Vì pháp tu 84,000 pháp môn chỉ có một cái gốc là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra. Chúng ta chỉ cần chỉ trích những pháp tu khác thì chúng ta sai. Nhưng mà chúng ta nói rằng thờ tiết nhân duyên thì là đúng. Đức Phật cũng đưa ra thờ tiết nhân duyên. Nên chúng ta đưa ra thờ tiết nhân duyên giống như một hạt giống năm nay chúng ta trồng xuống đất. Chúng ta cũng phải để ý cái hạt giống này, cái loại giống này phù hợp vào cái mùa này. Đó, thì Đức Phật mới nói rằng thời tiết nhân duyên là như vậy. Đức Phật chỉ chúng ta cái thời tiết nhân duyên trong thời mạt pháp là niệm Phật thành tổ. Còn cái thời tiết của thời tượng pháp qua 1,000 năm của Đức Phật thì Đức Phật nói thiền định thành tựu. Thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật đưa ra trì giới thành tựu. Nên thời tiết nhân duyên Đức Phật đưa ra rất rõ ràng để hợp căn tính chúng sanh tu tập. Chúng ta có quyền tán thán một cái cách tu, và chúng ta cũng có quyền không tiếp nhận cái sự tán thán đó. Nhưng chúng ta vẫn là bạn. Đúng quý vị? Thí dụ như thành phố có 10 công viên đẹp. Ví dụ bạn có thể chạy xe, bạn ghé công viên nào thì tùy bạn ghé chứ. Chứ có công viên nào bắt buộc bạn phải ghé vào công viên đó đâu. Nhưng hôm nay bạn có quyền ghé cái này, bạn cũng có quyền ghé cái công viên kia. Bạn đừng nên lợi công viên kia rồi bạn chửi cái công viên này. Để một ngày nào bạn không có cơ hội quay lại cái công viên mà bạn đã từng đến. Đó là sự giải cờ. Nên nói những điều này quý vị nếu mà hiểu biết thì mở rộng ra một chút. Nên những đức có thể ghé tất cả các công viên nào những đức cần ghé. Tại vì sao? Công viên ban đầu những đức đến, những đức cũng không có gì phải ngại ngùng. Tại vì sao? Những đức ở công viên đó 5 năm. Những đức bồi dưỡng công viên đó hết lòng hết dạ. Đủ duyên rồi người ta đưa những đức đến công viên khác. Đến công viên khác những đức tiếp tục bồi dưỡng công viên đó, cây cối chăm sóc rồi cho tốt đẹp, hoàn cảnh càng ngày càng đẹp ra. 10 năm sau những đức đi đến công viên khác, công viên lớn công viên nhỏ gì thì nó cũng là một công viên trong cuộc đời những đức. Hiểu chưa? Thì một ngày nào những đức có trở lại công viên đầu tiên thì cũng không ai được quyền nói những đức cái gì, vì những đức ở đó những đức cũng không hèn mọn gì. Những đến công viên khác 10 năm những đức cũng đi đến vô cùng là tự tại. Có thích đến thì không thích đến thôi. Chứ có ai nói được những đức cái gì. Tiếp tục cuộc đời những đức có đến bao nhiêu công viên nữa đi chăng nữa thì vẫn là ý nghĩa tuyệt vời. Nên những đức khuyên quý vị, chúng ta vẫn là bạn tuyệt vời hơn. Như cái câu thế gian người ta nói rằng quay xe, chúng ta có quyền quay xe nhưng đó là sự chọn lựa. Chứ chúng ta không thể nào nói rằng chỉ dở mặt. Chở mặt thì không còn tình bạn nữa quý vị. Hiểu chưa? Chở mặt làm gì? Bạn có quyền chọn lựa mà chở mặt làm chi? Thí dụ như bây giờ
Bạn nữ này, lúc khi bạn gặp một chàng trai này, bạn yêu chàng trai này, nhưng mà bạn yêu chàng trai này 10 năm sau, khi bạn không yêu chàng trai này nữa, bạn phải nói thẳng rõ ràng là em muốn giữa em với anh là bạn thôi. Tại vì không biết vì sao em cảm giác không còn yêu anh nữa. Có nghĩa là bạn có quyền nói rất thẳng thắn và rất rõ ràng. Tại vì sao? Bây giờ bắt bạn miễn cưỡng, bạn ở trong cái tình yêu mà bạn không có này thì bạn khổ thì không làm gì, mà nó khổ cả hai, nó không được gì nữa. Đó. Nên từ nơi đó bạn đều có quyền chọn lựa. Nên chúng ta học tập học pháp là có quyền chọn lựa, không có ai trách bạn cả. Thí dụ như lúc trước giờ bạn đi chùa, thường xuyên đi chùa, bây giờ tự nhiên ở nhà bạn có cách tu, bạn không đi chùa nữa, không lẽ người thầy trong chùa trách bạn là phản chùa hả? Đâu có chuyện đó đâu. Mục tiêu là trong chùa dạy cho bạn cách tu. Nếu bạn ở đâu mà bạn được có cách tu, vị thầy này hỏi bạn rằng con ở nhà tu an lạc không? Dạ an lạc. Con ở nhà tu có thời gian để lo gia đình con, đỡ bao nhiêu sự trở ngại. Còn lúc trước con đi đến chùa thì quá nhiều, mất thời gian nên con bị trở ngại gia đình. Người thầy nói rằng tốt, mục tiêu ta dạy con là để con được thuận tiện. Tốt. Con tu ở nhà an lạc không? Rất an lạc thầy. Người thầy nói tốt, ta mong con được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. Vậy thôi. Chứ không lẽ vị thầy nói rằng con phải đi đến chùa, trở ngại gì con cũng phải đi đến chùa, không an lạc gì cũng phải đi đến chùa. Vì ta đã từng dạy con, nếu con không đi đến chùa là con phản ta. Vậy thì chúng ta Nam Mô Di Đà Phật. Con có cái chủ tể của chính con thầy, không ai bắt buộc con được cả. Phản hay không phản gì chính bản thân con biết. Hộ trì hay không hộ trì gì chính bản thân con biết. Hạnh Vô Huyền Bồ Tát có dạy một câu rằng y giáo tu hành cúng dường, dù bạn ở đâu mà bạn cũng tu, đó gọi là cúng dường tam bảo chân chánh. Hiểu không? Quý vị nghe rất rõ ràng chưa? Quý vị có thấy cái câu nào mà Như Đức chối buộc quý vị không? Mà Như Đức chối buộc quý vị làm gì? Quý vị trong chiếc tivi này, nhà quý vị ở, cơm quý vị ăn, việc quý vị làm, có ai dính dáng ai đâu mà Như Đức chối buộc quý vị được. Quý vị ra khỏi cái màn hình này rồi quý vị làm chuyện gì Như Đức có biết đâu mà chối buộc quý vị. Đúng không? Nên chúng ta mỗi người phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Chúng ta có quyền chọn lựa, và chúng ta cũng có quyền chọn lựa lại. Đúng không? Vì mình đang còn sống là mình có quyền chọn lựa lại, quý vị hiểu không? Nhưng mà chọn chồng chọn vợ thì phải cẩn thận. Vì nếu như quý vị chọn lỡ hoài thì con quý vị là những đứa con tội nghiệp. Nên khi chọn vợ chọn chồng là phải cẩn thận, phải suy nghĩ cho kỹ nghe. Chọn người đàn ông, dù nó không đẹp trai gì mấy nhưng nó phải có tố chất của đàn ông một chút. Nó phải có đạo đức. Giống như bây giờ ông Trần Lâm đâu đẹp trai gì mấy đâu mà bà Trần Lâm bà thương dữ dằn. Là vì sao? Vì ông đàn ông đặc biệt, đàn ông đích thực. Vợ tôi tu, vợ 12 giờ khuya tu, tôi 12 giờ tu. Vì sao? Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Nó nguyên lý là như vậy quý vị. Còn bây giờ đẹp thiệt đẹp nhưng mà nó cứ bỏ rơi rớt quý vị hoài, thì cái bánh này có ngon cỡ nào đi chăng nữa chúng ta vẫn đói. Thà bây giờ chúng ta ăn cái bánh dừa dừa mà lúc nào cũng no lòng, còn hơn là cái bánh ngon mà để trước mặt nhìn mà không được ăn. Hiểu chưa? Phải ngồi suy nghĩ cho kỹ. Nên sự chọn lựa của vợ chồng là sự chọn lựa cả đời, phải hết sức cẩn thận. Cái đó là tuy nói là nhân quả nhưng bạn cũng phải cố gắng, phải làm sao bạn có phước đức nhá. Cái này thì cũng khó chọn lựa lắm, nhưng mà bạn cũng phải nghiêm túc, chứ không thể nào đụng đâu thì chụp đại. Thấy không? Bằng chụp giết rồi cái chừng bạn không chụp được cái gì luôn á. Cuối cùng bạn vẫn là phòng không chiếc bóng. Nên quý vị thấy rằng là những đức là người rất đồng hành với quý vị nghe, dù trong mọi hoàn cảnh. Ý công nhận không? Quý vị thấy có bao giờ những đức để quý vị cô đơn chưa? Nó cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng
bên cạnh. Quý vị đeo máy thì Phật như Đức suốt rồi đúng không? Nên rồi quý vị nghe như Đức nói chuyện. Đó. Nghĩa là món ăn tinh thần này lúc nào như Đức cũng ở bên cạnh quý vị. Có những lúc quý vị buồn, vì không biết nói chuyện cùng ai, thì như Đức lại nói chuyện với quý vị nghe. Dù nửa đêm, 1 giờ khuya, 2 giờ khuya, quý vị cần những Đức thì những Đức sẽ nói chuyện cho quý vị nghe. Những Đức chưa bao giờ bỏ quý vị đúng không? Rõ ràng chưa? Nó. Và những Đức có thể đi cùng với quý vị đến khi quý vị xuôi tay nhắm mắt. Rõ ràng chưa? Khi vị cặn tư nghiệp, những Đức cũng niệm Phật cho quý vị luôn. Có thể nửa đêm bao nhiêu người ngủ gà ngủ gật, nhưng những Đức vẫn luôn luôn ở bên cạnh quý vị, ru cho quý vị từng câu, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thấy chưa? Có những lúc quý vị buồn, thiệt là buồn, như Đức để làm cho quý vị cười, thấy chưa? Nhưng mà những Đức chưa bao giờ đòi hỏi quý vị một cái gì. Chưa bao giờ đòi hỏi quý vị phải cho những Đức cái gì, hay là quý vị phải làm sao đối với những Đức, đúng không? Có nghĩa là sự thương yêu đến với quý vị không có sự đòi hỏi. Vậy mà chưa vừa bụng vừa lòng nữa. Không? Đó. Khi người ta lỡ sai lầm gì một chút thì nên thương người ta và cho người ta cơ hội. Tại vì sao? Vì chúng ta đã đến với nhau đâu đòi hỏi đâu quý vị. Không? Nên từ nơi đó nhớ chúng ta là bạn nghe. Đã gặp nhau thì là bạn. Nhưng Đức mong rằng chúng ta nên suy nghĩ lại để là bạn của nhau. Nên suy nghĩ lại để là bạn của nhau nghe quý vị. Nên tất cả những người trưởng đoàn hay những người đã từng biết những Đức, dù những Đức như thế nào, những Đức cũng mong những Đức với quý vị đã có những kỷ niệm rất đẹp. Có những pháp hội rất lớn. Và có những chàng vỗ tay vô cùng giòn giả. Và có những nụ cười chàng ơi. Cười muốn banh nhà luôn. Như vậy mà tại sao không nhớ những kỷ niệm đẹp đó quý vị? À, có những người vô bình luận nói rằng con thích thầy giảng lúc trước á, vui thiệt là vui. Những Đức nói thích thì vô những cái bài giảng vui đó mà nghe. Còn bây giờ thì những Đức phải như vậy thôi, vừa vừa thôi. Nó phù hợp hoàn cảnh, lúc trước quý vị đi đến trực tiếp nghe những Đức ngồi nói chuyện, thì những Đức phải tác động làm sao quý vị, một chuyến đi quý vị xứng đáng quý vị cười há hê vui vẻ. Mà những Đức làm gì cũng có nhiều người bị có nhiều người người ta sạc những Đức, quý vị không thấy sao? Đúng không? Còn bây giờ như Đức ngồi nói chuyện đấy, vì có cười bên kia banh nhà để cho những Đức bên đây cũng không biết. Thấy bị cười ha ha vậy thôi chứ có nghe tiếng gì cười đâu. Nên chúng ta phải cảm thấy bị hạn chế lại quý vị. Nhưng mà trong cuộc đời này cái gì cũng phải hạn chế. Vui gì cũng phải hạn chế. Vui quá thì nó cũng không được. Đúng không? Hạn chế đi. Tích lại để cuối cuộc đời chúng ta vui sanh cực lạc. Đây là cái rất quan trọng. À, nên những Đức mong rằng những người đã từng biết qua những Đức thôi quý vị ơi, Nam Mô với Đà Phật, chúng ta là bạn đi quý vị. Vì có quyền chọn lựa và ai cũng có quyền chọn lựa, đừng nên bắt buộc ai cả. Và đừng nên lôi kéo ai cả, chúng ta hãy để họ tự tâm phát tâm và tùy duyên họ đi. Và chúng ta hãy là bạn đi quý vị. Đừng nên làm việc mà gặp nhau cảm thấy bị giống như là khó nhìn nhau, đừng làm điều đó. Những Đức gặp quý vị, những Đức chỉ nhìn quý vị, tuyệt vời lắm. Nhìn bằng một cặp mắt thật sự mà nói, còn hơn là ngày xưa mà quý vị mới gặp người yêu. Quý vị biết chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng với ai. Tại vì sao? Vì những Đức đến bằng cả tấm lòng mà quý vị. Nên chúng ta là bạn đi. Đừng bao giờ trở mặt quay lưng chi. Quý vị có quyền chọn lựa. Và chúng ta cũng có quyền có ngày, một ngày nào chúng ta gặp lại, ngồi uống hộp é. Thôi thời cuộc này khó khăn nên thôi gặp mờ hộp é thôi nghe. Thời cuộc đầu tính thời cuộc này. Y biết vì sao mà ở vì uống hột é không? Vì hột é từng hạt nhỏ, từng hạt nhỏ, từng hạt nhỏ, nhưng rất nhiều hạt cộng chung vô thành một ly. Chúng ta hớp một hớp thôi là bao nhiêu hạt é vào bụng chúng ta. Ý muốn nói rằng một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhập lại mới nên hòn núi cao. Một sức người không làm được việc lớn, nhiều sức cộng lại mới làm được việc lớn bao la. Thì bây giờ một mình như Đức tu trên đêm sao đặc biệt bằng nhiều người cùng tu. Đây là một đạo tràng tuyệt vời, thì phải nhận thức được. Nên như Đức mong quý vị được sự lợi ích, và quý vị nên phổ biến rộng ra để nhiều người lợi ích. Và ai muốn đi đâu tu thì cái chuyện của người ta. Và một ngày nào quý vị cũng vô đây tu được bình thường, không có gì cả, vì chúng ta là bạn. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc quý vị buổi sáng an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.